Công ty nhà đất Huyền Trang Thái xin chào cả nhà, thì em là Thu Nhiên và hiện tại là em đang ở khu phố Bình Long của thị trấn Bình Phú, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Thì ở đây là có một miếng vườn sầu riêng đang kêu bán với tổng diện tích là khoảng 1.500 m². Toàn bộ đất của mình thì hiện tại là đất cây lâu năm và chủ đang kêu với giá là 2.6 tỷ hết đất luôn. Thì giá cả là sẽ còn thương lượng nha. Cả nhà mình quan tâm thì có thể liên hệ cho bên công ty nhà đất Huyền Trang Thái để tụi em dẫn cả nhà đi xem, sau đó là mình sẽ gặp trực tiếp với chính chủ để mà thương lượng về giá cả luôn ha. Thì bây giờ em sẽ giới thiệu về cái hướng đường đi trước, sau đó thì em sẽ dẫn cả nhà vào bên trong để xem đất của mình nha. Hiện tại thì em đang đứng trên đường Lậu Đan. Đường này là đường công cộng có hiển thị trên sổ luôn, và dự án là qua năm con đường này sẽ mở là đường nhựa 3.5 m nha. Thì từ vị trí đất mà hôm nay em giới thiệu á, cả nhà đi theo cái hướng này khoảng 300 m thôi là mình sẽ ra đến quốc lộ 1A. Sau đó nếu mà mình rẽ trái thì mình sẽ đi được về Cái Bè nè. Còn nếu như mà rẽ phải là mình sẽ đi về Mỹ Tho đồ đó cả nhà ha. Về trung tâm của thị xã Cai Lậy ha. Một lát nữa thì ở cuối cái video em sẽ mở định vị lên để cho cả nhà cùng xem nha. Rồi thì đây, em đứng ở đây là thấy được xe chạy ngoài quốc lộ 1A luôn nha cả nhà. Thì hiện tại đất của mình đường thì chỉ là đường xe máy thôi, ô tô hiện tại chưa đi được nha. Nhưng mà dự án qua năm là bắt đầu sẽ làm đường lộ nhựa 3.5 m, lúc đó là ô tô là đi thoải mái luôn ha. Rồi quay về cái miếng vườn sầu riêng hôm nay em giới thiệu cho cả nhà mình á, thì có diện tích là 1.500 m², đất của mình rất là đẹp luôn, đất cực kỳ vuông vức luôn cả nhà, với mặt tiền bề ngang là 22.5 m. 22.5 m là mình sẽ được tính từ vị trí ở đây, có sẵn hàng rào ranh giới luôn rồi nè. Từ ở đây ha, cả nhà sẽ đo ngược qua bên tới cái vị trí cái khoảng này là 22.5 m nha. Và chiều sâu vô hết đất của mình luôn là khoảng 66 m nha. Hiện tại thì chủ đang kêu với giá là 2.6 tỷ, gặp trực tiếp với chính chủ để thương lượng luôn ha. Ở đây thì có điện nước wifi đầy đủ luôn, trụ điện của nhà nước có sẵn luôn nè ha cả nhà. Đó, trên đất thì hiện tại là em thấy là có trồng sầu riêng nè. Sầu riêng này thì là sầu riêng Ri 6. Hiện tại thì sầu riêng em thấy có cây thì đang cho ra hoa, có cây thì cũng có trái rồi. Ăn Tết xong là mình bắt đầu thu hoạch được rồi đó cả nhà. Rồi bây giờ em dẫn cả nhà vào bên trong ha. Thì sầu riêng này của mình thì là Ri 6 nha cả nhà. Hiện tại ở trên đất là có khoảng 33 gốc nha. À, ranh giới của mình là tới ngay chỗ vị trí cái cây trụ ở đây nè nha cả nhà. Đây, ở đây có cây trụ nè ha. Rồi thì cả nhà xem nè, ngay chỗ vị trí này là có một cái ao, thì ranh giới của mình là sẽ nằm ở giữa ao ha. Phần nửa bên đây của mình, phần nửa bên kia là của hàng xóm ha. Đây, em sẽ dẫn cả nhà đi xuống phía sau xem đất của mình ha. Thì hiện tại ở trên đất là có khoảng 33 gốc nha, và đang để trái là 29 gốc nha cả nhà. Thì đây là sầu riêng Ri 6 nha. Cả nhà xem nè, hiện tại là sầu riêng của mình đang cho trái luôn. Đó, nếu mà bây giờ cả nhà mua về là ăn Tết xong là mình có thể thu hoạch được rồi đó cả nhà. Đó, quá là tuyệt vời luôn. Sầu riêng này thì em cũng có hỏi thì anh chủ nói là hiện tại là trồng được năm nay là năm thứ 6 rồi đó cả nhà. Cho trái thì đợt này là đợt trái thứ 2 nè ha. Hai cả nhà xem nè. Đó, nhìn rất là thích luôn ha. Thì em xin nhắc lại ha, ở đây là thuộc về khu phố Bình Long của thị trấn Bình Phú,
huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang nha. Thì đất là nằm trên mặt tiền đường lộ đan công cộng, nhưng mà hiện tại thì chỉ là đường xe máy thôi. Qua năm là sẽ làm đường nhựa 3,5 m, lúc đó là ô tô đi thoải mái luôn nha cả nhà. Tổng diện tích là 1.500 m². Đất thì hiện tại là đất cây lâu năm và vị trí ở đây sẽ lên thổ cư để xây nhà được nha. Hiện tại thì chủ đang kêu với giá là 2.600.000.000. Cả nhà mình có nhu cầu quan tâm thì mình hãy liên hệ ngay cho bên công ty nhà đất Huyền Trang Thái nha. Tụi em dẫn cả nhà đi xem rồi mình sẽ gặp trực tiếp với chính chủ để mà thương lượng về giá cả luôn. Ở trên đất của mình thì hiện tại là có 33 gốc sầu riêng ri 6 và đang cho trái lần thứ hai là khoảng 29 gốc nha. Sầu riêng này thì trồng được 6 năm rồi nha cả nhà. Đó, rất là thích luôn ha. Mặt tiền bề ngang đất là 22,5 m, chiều sâu vô hết đất luôn là tầm khoảng 66 m. Đất rất là dung dứt luôn nha cả nhà. Xung quanh thì đã có hàng rào ranh giới rồi. Đây để em kiếm đường em đi xuống phía sau. Thì hiện tại đất là đất cây lâu năm, nhưng mà vị trí ở đây thì sẽ lên thổ cư được nha. Mình lên thổ cư rồi mình có thể xây nhà thoải mái luôn ha. Wow, sầu riêng nè, trời ơi rất là thích luôn cả nhà ơi. Anh chủ có nói thì đây là lần cho trái thứ hai nè. Thì nếu mà bây giờ cả nhà mình mua về thì cái đợt trái thu hoạch này là thuộc về quyền sở hữu của mình luôn rồi đó cả nhà. Ăn Tết xong thì anh nói là tầm khoảng tháng Giêng là mình có thể thu hoạch được rồi á. Và đây là sầu riêng ri 6 ha. Có cây thì em thấy là đang cho hoa chuẩn bị có trái, còn có cây thì trái sẵn luôn rồi nè. Rất là thích luôn nha. Tuy thì hiện tại chỉ là đường xe máy thôi, nhưng mà qua năm là bắt đầu làm đường nhựa xong là ô tô đi thoải mái rồi cả nhà. Để em đi xuống phía sau, chỉ ranh phía sau cho cả nhà luôn ha. Thì ở phía sau thì cũng có ranh rồi. Trời ơi, đi tới đâu là thích mê tới đó luôn cả nhà ơi. Hai cả nhà xem nè. Đó thôi, nếu mà cả nhà yêu thích vườn sầu riêng thì cả nhà hãy nhanh tay nhấc máy lên gọi ngay cho em theo số điện thoại bên dưới màn hình nha. Để em sẽ dẫn cả nhà đi xem ngay cái lô đất này và mình gặp trực tiếp với chủ để thương lượng về giá cả luôn ha. Đây, ranh giới ở phía cuối đất mình nè. Có hàng rào rõ ràng luôn rồi nè cả nhà. Đó, hàng rào lưới B40 ha. Sổ hồng riêng pháp lý đầy đủ hết nha. 1.500 m², giá là 2.6 tỷ, thương lượng trực tiếp với chính chủ ha. Rồi, bây giờ để em mở định vị cho cả nhà cùng xem nha. Trước tiên thì mặt tiền đất của mình sẽ được quay về hướng Tây Nam nha cả nhà. Đây, đất là quay về hướng Tây Nam ha. Vị trí đất của mình ở đây là sẽ gần với khu trung tâm hành chánh của huyện Cai Lậy luôn đó cả nhà. Gần với ngay chỗ mà trạm thu phí luôn. Đây, từ vị trí đất của mình ở đây cả nhà đi ra tới ngoài đầu quốc lộ 1A thì chỉ có khoảng 300 m thôi nha. Khu vực ở đây thì rất là đông dân cư luôn, sát bên quốc lộ 1A thì cả nhà biết rồi. Ra ngoài đó thì sẽ có quán ăn nè, quán cà phê nè, hay là tiệm tạp hóa, hoặc là chợ, hoặc là những cái tiện ích khác thì sẽ có đầy đủ hết luôn nha. Đây, để xung quanh đây thì em thấy có gần mình như là chợ Bình Phú nè, rồi chợ Bà Tồn nữa cả nhà. Thì để em xem thử từ đây mà mình đi tới chợ Bình Phú trung bình là khoảng 2,3 cây số nha. Đây cả nhà xem nè, 2,3 cây số, 4 phút là mình sẽ ra tới chợ Bình Phú. Thì xung quanh đây là có trạm y tế nè, đó, rồi có trường mầm non Bình Phú nè, trường tiểu học nè, rồi tiệm tạp hóa nè, nó siêu thị điện máy xanh, bách hóa xanh, KATM nè, đó, điện máy xanh, bách hóa xanh nè, nó trường học, rồi ủy ban, trạm y tế, rất là nhiều ngay chỗ cái vị trí khu vực này luôn. Là 2,3 cây số, 4 phút là cả nhà sẽ ra tới chợ Bình Phú nè, trường học, ủy ban, trạm y tế, ngân hàng, KATM, hoặc là những cái tiện ích khác nha. 2,3 cây số, 4 phút thôi. Còn từ ở đây á nha cả nhà, đi lại tới khu trung tâm hành chính huyện của
Cai Lậy. Đây, cả nhà đi thì chỉ có 2,4 cây số là mình tới khu trung tâm hành chính của huyện Cai Lậy rồi nè, sát bên khu trung tâm hành chính luôn. Đó, 6 phút 2,4 cây số nha. Còn nếu như mà từ ở đây á, cả nhà đi vô tới trung tâm của thị xã Cai Lậy luôn thì khoảng 6,8 cây số nữa nha. Trung bình cả nhà đi khoảng 10 phút, 6,8 cây số là mình sẽ vô tới trung tâm của thị xã Cai Lậy rồi nha cả nhà. Đó, cũng sát bên luôn. À, ở trong trung tâm của thị xã Cai Lậy á, sẽ có đầy đủ như là văn phòng công chứng nè, ngân hàng nè, hoặc là siêu thị cấp mắt nè, hay là trường học các cấp nè, và quán ăn, quán cà phê hay là những cái khu vui chơi cho thiếu nhi á, thì trung bình cả nhà đi là 6,8 cây số, 10 phút là vô tới trung tâm của thị xã Cai Lậy nha. Còn nếu như mà từ vị trí lô đất của mình ở đây á, cả nhà đi tới ngay chỗ mà tuyến tránh Cai Lậy để mà mình lên cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận á, thì trung bình cả nhà đi khoảng 12 cây số là mình sẽ đi tới ngay chỗ tuyến tránh nha cả nhà. Đây, 12 cây số coi như là khoảng 20 phút đi là mình sẽ tới tuyến tránh nha. Nếu mà mình đi thẳng luôn thì mình sẽ về Mỹ Tho, còn mình rẽ trái là mình sẽ đi lên cao tốc á cả nhà. Còn từ ở đây á, mà mình đi về tới thành phố Mỹ Tho thì trung bình cả nhà đi là khoảng 32 cây số nha. 46 phút 32 cây số là mình về tới trung tâm của thành phố Mỹ Tho rồi ha. Còn nếu như mà từ ở đây á, cả nhà đi về đến bến xe miền Tây của thành phố Hồ Chí Minh thì trung bình cả nhà đi là 81 cây số nha. 1 giờ 45 phút là mình về đến bến xe miền Tây của thành phố Hồ Chí Minh rồi ha. Còn nếu như mà từ ở đây á, cả nhà mình đi tới thành phố Vĩnh Long đi ha. Để em xem thử nha. Đây, từ đây mà mình qua tới thành phố Vĩnh Long là có 40 cây số thôi cả nhà. Trung bình mà cả nhà đi là 56 phút, 40 cây số là mình vô tới thành phố Vĩnh Long rồi nè ha. Đó, cũng sát bên luôn nha. Rồi thì em xin nhắc lại ha, hiện tại là em đang ở khu phố Bình Long của thị trấn Bình Phú, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang nha cả nhà. Thì vườn sầu riêng của mình á, với tổng diện tích là 1.500 m², đất cây lâu năm. Và hiện tại thì chủ đang kêu với giá là 2,6 tỷ hết đất luôn. Giá cả thì sẽ gặp trực tiếp với chính chủ để thương lượng nha. Trên đất thì hiện tại có 33 gốc sầu riêng ri 6 đang chuẩn bị cho trái đợt 2. Thì có 29 gốc là đang cho trái, còn mấy gốc kia là còn nhỏ nha cả nhà. Thì sầu riêng này hiện tại đã trồng được 6 năm rồi ha. Và mặt tiền bề ngang đất của mình là 22,5 m, chiều sâu vô hết đất luôn là khoảng 66 m. Đất rất là vuông vức và rất là đẹp luôn ha. Trên đất thì có sẵn hệ thống ống tưới tiêu đầy đủ hết luôn rồi nha. Cả nhà mình yêu thích cái miếng vườn sầu riêng này thì hãy nhấc máy lên gọi ngay cho bên công ty nhà đất Huyền Trang Thái với số điện thoại bên dưới màn hình nha, để được hỗ trợ tư vấn nè, đi xem trực tiếp vị trí đất luôn, sau đó là sẽ gặp chính chủ để mà thương lượng về giá cả nha. Một vườn sầu riêng quá là tuyệt vời luôn rồi cả nhà ơi, đang cho trái luôn. Bây giờ mình mua về thì ăn Tết xong là mình có thể thu hoạch sầu riêng được luôn rồi đó. Rồi thì cảm ơn cả nhà đã theo dõi hết cái video này của em nha.